Các bạn còn nhớ đây là hai con chim cu con mà hôm trước mình xuống tổ nè. Thì bữa nay hai em nó đã lớn rồi, lông nó đã ra nhiều và đang tập bay. Nó chỗ ra cái màu cơ bản của nó là màu vàng sô-cô-la với màu trắng bông bông. Thì một cặp zin của nó là một con trống, một con mái. Con ở trên đây to hơn, mình xác định nó là con trống. Và con dưới này là con mái. Mình đang tập cho nó ăn và đang tập cho nó bay lòng vòng, gọi như là phi lai vậy, cho nó dạng các bạn, để mình làm cu khách cho nó gái. Đó, để mình cho nó ăn cho các bạn coi. Thì thức ăn của cu thì lúa gạo, đậu, ngũ cốc thôi, tất cả các loại ngũ cốc cho chim cu thôi. Nó thấy mình đem thức ăn lại là nó kiếm đường nó ra nè. Cu con thì nuôi bao dạng này các bạn, đừng có lo ha, không phải như cu bổi đâu, ruột ra bay mất. Đây nè, đây nè, bay ra tay nè, ra tay nè, đó thấy chưa. Theo có thói quen các bạn cứ đưa tay rồi nhảy ra là đòi ăn thôi nè ha. Đó, rất là khôn các bạn à. Khi nó thấy mình đem cái cống thức ăn vô cho nó nè, cái cống này mình nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn á, khi mà nó thấy cái cống này là nó đi theo mình, tập theo có thói quen ăn uống của con chim cu thôi. Đó không, mình tập cho nó bay lòng vòng nhà, thả nó phi lai rồi thả nó đi giống như là mình gần gần á, mình sợ nó được, mình đụng nó được là mình thích à. Tại vì khi mà nuôi chim non các bạn à, đụng nó được, sợ nó được là mình cảm thấy mình vui vui. Tất cả những cái loài chim bên trại mình đều là chim non hết các bạn, đều là chim non hết. Cu con cũng vậy nè, em tập cho con này nó qua tay giống như con quẹt á, là cu cu đó, thấy không. Làm lại lần nữa đi cha, làm lại lần nữa đi, tập bay, đang tập bay. Cu con tập bay á, nó ưa có bay mắt kiểm soát á, ưa có bay lên đọt cây á, thì ra mình tập cho nó lên tay vậy, mai mốt mình kêu nó xuống mày nè. Đi thì nó không đi mất đâu, nó đi rồi nó ra, nhiều khi có tiếng động hoặc là con này con kia đó nó sợ nó quản nó bay đi thôi, chút nữa quay về. Cu con mà, con này xuống đây, con này xuống đây, con xuống đây, xuống không, xuống xuống đây có mồi ăn nè. Lười hả, lười ra đây. Con này bông đẹp hơn, con này có nhiều màu hơn, bông đẹp hơn. Cu gái các bạn, nhưng mà cái dòng cu Thái, cái này là cu gái mà dòng là dòng cu Thái, nó gái giống như cu Việt mình thôi. Nè, qua tay con, qua tay, leo lên, cu cu bay lên tay nè, bay lên tay đó, thấy chưa, khôn không các bạn, thấy khôn không các bạn, thấy chết không. Nhiều lúc mình làm việc mệt mỏi hay mình căng thẳng cái gì á, mình chơi với tụi nó cũng đỡ căng thẳng, đỡ stress lắm các bạn. Chơi với đàn chim non á đỡ stress lắm. Mình còn nhiều con vật nuôi khác nữa các bạn, mà đa số là chim non là nhiều. Đang tập bay nè, đang tập bay nè. Mình có mang cái dòng định danh cho nó nè, cái dòng khắc laser nè, các bạn thấy cái chân đó nè, đưa lên cho các bạn coi đó, quay sát mình nè. Đó không, có số điện thoại với mình với có cái mã số đó, cái dòng này khắc laser thì cái dòng này thật sự là đeo cho vẹt thôi, mình lấy mình đeo cho chim cu thôi, cho nó vui vui thôi chứ không có gì hết á. Chỉ có cái mã số điện thoại thôi, tại vì nó có bay thất lạc, cho các bạn có bắt gặp thì các bạn gọi lại cho mình đó. Tại vì mình nuôi con chim cu con gì nó cũng hơi cực á, hơi vất vả chút nha. Ăn nè, biết mổ rồi, đã biết mổ rồi, xuống công xuống mổ đi con nè, đã biết mổ rồi nhưng mà thích đút hơn, thích đút hơn. Để đến khi nó qua tay anh thì nó qua nữa không nha. Được con, bay lên con, bay lên nè, à, con này bay lên. Ô bay trời đất, nó lên đó này rồi, chút nó xuống rồi, nó đây à, đó cu con vậy đó mà. Mình nuôi là ý là nuôi, mình muốn nuôi là thả là vào vòng nhà mình, nó bay vòng nhà còn nó quay về các bạn. Nè con này đây, nó đang tập bay, nó đang trong giai đoạn tập bay nè. Bay lên tay con, bay lên tay, lên tay hả, no rồi hả, no rồi không lên hả, cho ăn no đi rồi mình đi quay những cái con khác các bạn. Mình cho nó ăn xong rồi mình quay những cái con khác cho các bạn coi. Thì chim cu này nó cứ nó chỉ có một vậy thôi ha, không có gì khác. Con mẹ nó đang ấp trứng nè, hai con cu bố mẹ nó đang ấp trứng chuẩn bị nở nữa. Con này là vừa đủ lông, con kia nở nữa các bạn. Chim cu mình nuôi sinh sản là tháng nào nó cũng đẻ hết các bạn nha. Có thể là mình tạm ngưng mấy con cu con ở đây để mình quay những cái con khác cho các bạn coi. Rồi, ok. Quay lại với cái một góc nhỏ đam mê nuôi chim cảnh, một góc nhỏ chăn nuôi của mình.
Thì đây là những chú chim chè thang mà hôm trước mình lấy tổ ở trên cây me, bốn em. Đây nè các bạn, thấy bữa nay nó ra lông dài không? Các bạn thấy nó phát triển nhanh lắm, con chè thang nó phát triển nhanh cực kỳ luôn các bạn. Các bạn mà thấy nó hôm trước là hôm sau nó ra lông dài rồi nè, hôm nay nó hả họng lớn nè ha. Đem ra ngoài sáng thì mắc cỡ nó không có họng nè. Đó, bốn em hôm trước đây. Thì đây là cái tổ chè thang đầu mùa nên mình không có chia sẻ lại cho anh em. Hôm trước có mình có nhắc ở trong cái video rồi đó. Thì gần đây rất là nhiều anh em gọi để chia sẻ lại cái tổ chè thang này. Do lại đây là cái tổ đầu mùa nên mình để lại làm kỷ niệm. Và những cái tổ sau á, mình sẽ chia sẻ cho anh em. Chứ nuôi nhiều quá nuôi không kịp các bạn nha. Để một tổ làm kỷ niệm chơi thôi, vui thôi. Cái tổ đầu mùa nè, bốn em. Thì theo mình xác định á, thì có hai em trống và hai em mái. Thì hôm nay ra lông nè, hả họng đồ ăn nè. Hả họng lớn lắm. Con chim con cái miệng nó to lắm các bạn nha. Nè, đó, cái miệng nè, hả họng to để nó đón mồi từ con bố mẹ đó. Đây là cái tổ chè thang mà mình ghép sinh sản ở ngoài vườn mấy năm trước đây. Đây là cái ổ đầu mùa. Thì đây cách mình nuôi đây. Dế ngắt hết chân cánh rồi ngâm nước. Khỏi cần đút nước đâu, ngâm nước gì là được rồi. Đây là cách mình nuôi chim non này. Vô con. Tổ chè đầu mùa. Chè thang các bạn hay còn gọi là con chè voi đó. Là một con thôi. Con này nó ăn xong cái là nó ị ra, đó. Cái thói quen nó là vậy đó, nó cứ nuốt cái con mồi vô là nó ị ra một cái. Nè nè nè, các bạn thấy à, con này nuốt vô là nó quay qua nó ị ra một cái nó. Nè con, vô. Rồi. Nè. Ăn cho mau lớn lên. Chán nuôi nắng cho con thành tài. Nè con này ăn ra nó quay cái đít ra, nó kiếm cái đít ra nó ị một cái. Thói quen là vậy á. Con chạy thang là vậy đó. Đó, bạn thấy không? Vô con. Nè, mồi nè. Vô, ha ổng ra. Con này chưa ị phải không nè. Nè nó ha, nó ăn nuốt vô xong quay đít là nó ị một cái. Nuôi chè thang vui lắm các bạn nha, nó hót vui nhà vui cửa lắm. Lúc nhỏ nó nở ra nó có màu đen thui á, là con chè thang. Và tập tính nó thường hay làm tổ ở gần nhà, gần những cái cánh rừng, chứ không có làm sâu ở trong trong rừng sâu luôn các bạn. Nó làm nó gần ở ven ở ven cái đường đi hoặc là gần nhà mình thôi, chè thang là vậy. Và nó làm tổ trong ống bọng chứ không có đan tổ giống như những loài chim khác. Một tổ nó có thể là 2, 3, 4, 5 con. Có những tổ có 5 con luôn. Hiện tại là cái tổ này của mình là nó 4 con. Con này nè, đó, ăn xong là kiếm đó, chu cái đít ra. Đó, đi ghét không? À, để bắt lên cho các bạn coi. Anh đây con. Bữa nay nó xuống được bữa mình quay với bữa nay là 2 ngày rồi. Bữa nay là bữa thứ 2 rồi nè. Đẹp tuyệt vời. Chè thang đầu mùa đẹp tuyệt vời. Khỏe mạnh vô cùng. Đây. Thì những cái tổ sau đi mình sẽ chia sẻ cho anh em. Những cái tổ đầu mùa thì mình để lại, những con chim đầu mùa thì mình để lại làm kỷ niệm mình nuôi. Đó. Rồi no chưa? Con hai ba con dế em miếm miệng hết rồi. Tắm nắng một tí đi. Quên chia sẻ với các bạn nữa. Ở trên đây là chè thang nè, chè voi đó. Còn ở dưới phía dưới đây các bạn thấy là đây là cũng loại chè nữa. Nhưng mà đây là con chè đất. Chè đất nha. Quên nãy giờ nó kêu ở dưới đây mà quên chia sẻ cho các bạn đây. Hôm nay đầu mùa mình sưu tầm thêm được một số loài chim nữa, một tí sẽ review cho các bạn coi. Và cho các bạn coi những cái con chè đất này. Chè đất nó cũng giống như chè thang vậy đó, nó cũng là một cái dòng chim hót giống như chè thang thôi. Đó, giống như loại chè thôi, mình cũng là nuôi chim non thôi, chim non hết các bạn nha. Con chè đất này thì chống mái rất là dễ phân biệt. Con chè thang thì hơi khó nhưng mà chè đất thì rất là dễ phân biệt. Đó, chim non đòi hả họng đòi đúc. Chim non nó mới dạng người và nó mới dễ sinh sản. Đó, để mình đặt cái máy quay ở bên kia mình quay rồi mình review cho các bạn coi. Đó, cái đàn chè đất non của mình hôm nay mình nhập về mà quên chia sẻ với các bạn. Đây, bữa nay mình nuôi nó lớn luôn rồi nè.
Bạn thấy không? Các bạn nào mà yêu thích cái dòng chim hót và cái dòng chè á, thì ở đây mình có cái dòng chè, chè này là chè đất á, nó làm tổ ở trong đất á, người ta gọi là chè đất. Nó hót giống như tựa như chè than vậy các bạn, là giống chim hót này. Anh em nào chơi chim hót thì anh em biết cái dòng chè đất nó hót như thế nào rồi. Anh em nào mà chưa biết về cái con chè đất thì lên YouTube gõ chè đất hót là sẽ ra thấy thôi. Nó cũng có màu đen đen, lớn lên nó cũng giống tựa như cái con chè than vậy đó, mà nó nhỏ con hơn chè than. Anh em nào mà muốn đi cà phê á, muốn nuôi chim để làm cà phê hót á, khiển tay á, thì nuôi chim non như thế này là bao dạng luôn. Đó, ăn trên tay luôn này các bạn thấy không? Chim còn đòi ăn, còn đòi đút. Cỡ này thì mình nuôi nó khỏe, yên tâm hơn. Lông nó ra nhiều rồi, nó đứng cầu được rồi nè. Đứng cầu được rồi, đỡ cực. Chè than thì mình sưu tập được cái giống chè than thì ở nhà mình có rồi. Rồi thêm cái giống chè đất nữa. Rồi sắp tới chè lửa con sinh sản thì mình sẽ sưu tầm thêm. Đó, anh em thấy không? Đã không? Rất là đã. Đây là mùa này là vô cái mùa chim con rồi, chim non, tất cả những cái loài chim nó sinh sản, từ những cái dòng chim ở địa phương tới những cái dòng chim ở bên nước ngoài, những cái dòng quẹt nước ngoài nó đều sinh sản hết rồi các bạn ơi. Đây là cái mùa mà khí hậu thích hợp để cho tất cả các loài chim nó sinh sản. Đó. Đây, trống mái thì rất là dễ phân biệt. Chè đất thì dễ phân biệt lắm, con trống thì nó có cái đốm trắng ở trên cánh nè, con mái không có. Con mái thì nó không có nè. Đó. Dễ lắm các bạn. Dễ hơn chè đất, dễ hơn chè than rất nhiều. Chè đất dễ phân biệt hơn chè than rất nhiều. Rồi. Review cho các bạn coi những con chè đất của mình nha. Sắp tới mình sẽ sưu tầm thêm chè lửa nữa. Chè than, chè đất, chè lửa. Và các bạn muốn mình nuôi những cái dòng chim nào, các bạn cứ comment ở phía bên dưới. Và tiếp theo đây mình sẽ review thêm một cái loại chim nữa cho các bạn coi. Chè đất. Đó, nãy giờ các bạn thấy mình quay chè đất cho các bạn coi rồi. Chè than, chè đất. Rồi bây giờ mình tiếp tục quay thêm một cái loại chim nữa, không phải là chim hót. Đây, các bạn thấy lạ không? Thấy con chim này nó lạ không các bạn ha? Cũng là chim non luôn nha. Cũng là chim non luôn. Đây là chim gõ kiến. Gõ kiến đầu ghiêu. Nó thuộc cái dòng gõ kiến, nhưng mà nó có tên là gõ kiến đầu ghiêu. Thì để mình bắt nó ra chia sẻ cho các bạn. Cái con này nó bị kẹt lồng này, nó hơi cái chân nó hơi cà nhắc. Rồi. Nè. Rồi, cầm hít mát. Để mình bắt qua cho ra cho các bạn coi rồi quay cho các bạn coi rồi giới thiệu cho các bạn một cái loài chim mới nha. Mới đối với mình thôi. Mình mới nuôi đối với mình thôi, còn những bạn nào nuôi rồi thì nó đã cũ rồi nha. Ra đây ghiêu ghiêu ghiêu, ra đây con. Ghiêu. Trời ơi, con này què phải không? Cho con này ăn trước đi. Đây. Cho con này ăn cái đi rồi mình nào quay với bạn nè. Đó, đầu ghiêu. Gõ kiến đầu ghiêu non. Đây, giới thiệu cho các bạn là các bạn nhìn cái ấn tượng đầu tiên của con chim gõ kiến đầu ghiêu là nói tới gõ kiến đầu ghiêu thì cái đầu nó có như cái sừng như cái ghiêu vậy đó nè. Khi nó bị giống như là nó bị tấn công hay là nó bị cái gì đó nó phản xạ là nó sững cái đầu ghiêu nó lên. Cái ghiêu nó các bạn, đặc biệt là cái ghiêu nó đúng 28 sợi lông, hai bên mỗi bên là 14 sợi, nó sững lên là rất là đẹp. Để mình chọc cho nó sững lên cho các bạn coi. Khi mà nó có cảm giác không an toàn nó mới sững lên. Đây đầu ghiêu nè. Nuôi từ nhỏ thì nó dạng vậy nè. Nó nó sững lên cho các bạn thấy không? Đúng 28 sợi lông. Và cái mỏ nó dài, cái mỏ nó dài và đen rất là cứng nha. Cái mỏ này là chuyên đục cây nè, đục cây, đục những cái thân cây mục á để nó bắt sâu, bắt kiến, bắt cái con côn trùng để nó ăn. Rõ kiến đầu ghiêu mà, mỏ nó rất là bén. Nè, thì xuống đây con, xuống đây nè. Đó. Đặc biệt là cái sải cánh của nó các bạn này, cái sải cánh của nó có những cái sọc đen trắng nè, tới cái phần cuối cái cánh luôn. Và nó có kiểu bay giống như bay bướm vậy đó. Hôm kia mình thả ra mình thấy là nó bay nhấp nhô giống như kiểu bay bướm vậy đó. Rất là khôn, nếu các bạn nuôi chim non nó rất là khôn. Và với cái đôi chân này á, là nó có thể đi lên những cái vách đất hoặc là vách đá dựng đứng á, hoặc là thân cây dựng đứng á, nó có thể đi lên để nó tránh được những cái con ở ngoài tấn công nó, như con đại bàng hay là diều hâu tấn công nó chạy rất là nhanh, rất là lẹ, ở ngoài tự nhiên nó bay rất là lẹ luôn. Tuy nhiên mình đem về đây mình thần nó là mình cho nó ăn, nó dạng nha, thấy không, nó dạng nè, để tập cho nó qua tay.
Này ghiêu 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 quá tay này ghiêu. Đó, không không. Khôn rồi, khôn rồi, à, biết bay rồi, sắp biết bay rồi. Đó, nó bay kìa, các bạn thấy nó bay không? Đó. Ê ghiêu, ghiêu, đâu rồi? Đâu kìa. À, nó bay kiểu như bay bướm vậy đó. Nè, các bạn thấy là nó đứng cái kiểu này lên trên những cái vách đá, vách tường á, vách cây á, rất là nhanh, rất là lẹ. Xuống con, xuống con. Chưa review xong mà bay cái gì. Nè, xuống đây. À, mình làm nó quảng quảng á, nó có cái gì nó mới ra ngoài nó quảng quảng, nó sợ sợ là nó bay à. À, đi lùi lùi lại chút nè, lùi lùi rồi. Đó. Quảng quảng nó sợ sợ là nó bay. Thì đối với chim non thì nó bay, nó không có bay mất, nó ở lòng vòng nhà mình thôi. Đó, mình thích nuôi chim non là như vậy các bạn. À, giới thiệu sao bên cái bên tới đâu cái con đầu kiều rồi. Và cái con chim đầu kiều này á, cho các bạn thêm biết thêm một cái thông tin nữa, nó là quốc điểu của Iceland. Nó là quốc điểu của nước Iceland nha. Quốc điểu. Đó. Và cái con này nó sống chủ yếu tập trung là ở dưới mặt đất là nhiều. Nó dùng cái mỏ nó đào bới những cái con giun, những cái con côn trùng ở dưới mặt đất á, nó thích đi bộ lắm. Rất là thích đi bộ. Những cái cây gỗ mục có những con mối, con mọt, con sâu là nó vô nó đục. Cái mỏ nó rất là khỏe luôn. À, khi mà có cái sự giống như là tấn công, có sự mà không an toàn nó sững cái đầu nó lên. Và một cái điểm nữa là các bạn lưu ý là nuôi con chim này á, nó có cái mùi phân rất là hôi. Cái phân nó hôi cực kỳ luôn. Theo mình biết á, là đó là một cái chất hôi mà đặc trưng của cái con đầu ghiều này. Con đầu ghiều này nó có mùi hôi gì nó tiết lên như vậy đó để cho những cái con khác không có tấn công nó. Đồng thời nó ở trong tổ của nó, con mẹ nó chét những cái phân nó lên lông nó để cho những cái con giống như là con gọi như là sát khuẩn nhỉ, nói chung là sát khuẩn như này. Đó, nó rất là hôi. Và khi mà nó giống như cảm giác nó không an toàn là nó bắn phân vô mặt kẻ thù nó. Nó rất là hôi. Mấy ngày mình đem về nó hôi lắm các bạn. Phân nó là nó hôi vậy đó. Dở cái thùng ra, cái chuồng nuôi của nó là hôi. Và cái đặc điểm của con chim đầu ghiều này vậy. Và mình nuôi để làm thú cưng, nuôi để giống như là để cho có đầy đủ những cái loài chim ở trong trại của mình á. Sắp tới mình làm những cái AV mình thả vô, nhưng mà đặc biệt là mình cứ thích nuôi chim non à, chứ không thích nuôi chim bổi. Chim non nó mới dạng vậy, nó mới đứng lên tay vậy được các bạn ha. Các bạn nào yêu thích chim đầu ghiều hoặc là yêu thích những cái dòng chim nào khác nữa, cứ comment bình luận ở dưới. Đây là cái mùa chim non thì mình sẽ sưu tầm về và nuôi ở trong trại rồi chia sẻ những hình ảnh đó cho các bạn. Hiện tại thì mình đã sưu tầm được chè đất nè, đầu ghiều nè, chè than thì nhà có rồi, sắp tới sẽ sưu tầm con chè lửa nữa. Mùa rồi mình cũng có nuôi chè lửa nữa, nhưng mà chè lửa mùa rồi đó mình không có thời gian nuôi nên mình tặng cho mấy anh em hết rồi. Bây giờ nuôi lại, bắt đầu mùa này nuôi lại, bắt đầu cái mùa chim non, chim mới nè, nuôi lại những cái dòng chim ở Việt Nam mình cũng như là những cái dòng quẹt ở nước ngoài nữa. Rồi, mình sẽ review những cái con khác cho các bạn coi nữa nha. Dầu ghiều tới đây thôi. Ok. Cho ăn thêm lần nữa. Nãy giờ review cho các bạn coi là chè than, chè đất nè, rõ kiến nè. Bây giờ cho ăn cái tổ này, cho ăn lại lần nữa. Cứ cách khoảng 15-20 phút là nó đòi ăn à. Đó, chè than nó vậy đó. Các bạn thấy là mình quay, mình để ý mình quay con chim chè than bố mẹ nó. Nó vô nó bắt mồi liên tục. Nó 30 giây là nó một con mồi, 30 giây là bắt. Mà tần suất nó 4 con như vậy á. Các bạn thấy là con chim bố mẹ nó làm việc rất là vất vả một ngày. Đó, mình đem vô thì mình cũng làm giống cái nhiệm vụ của con bố mẹ nó vậy thôi, cho con chim nó phát triển hoàn thiện, chim non nó đầy đủ mồi, nó phát triển hết cái khung thể hình của nó lên các bạn đó, hình dạng của nó lên nè. Ha, ăn no rồi đó. Rồi bây giờ cho các bạn coi những cái loại chim khác, những cái dòng chim quen thuộc ở bên trại mình đây. Đây con này thì quá quen rồi đúng không các bạn. Sáng tắm nắng nè, chích cồ. À, chích cồ con hôm trước lấy trứng, hôm nay nở này nè, cũng đông lắm rồi các bạn nha, đông lắm rồi. À, chích cồ quen thuộc, ở đây có xen vô mấy con là le con trong đây luôn đó nè. Chích cồ nuôi chung với le luôn, đây là nuôi cái giải pháp tạm thời thôi. Và đây quắt con, à, quắt con chim quắt, chim cuốc của mình đó. À, thì có mấy con hồi bữa trước mình có được 6 con ổ đầu tiên, ổ đầu mùa được 6 con tính để lại nuôi, nhưng mà anh em chia sẻ quá trời luôn, anh em cùng đam mê phải chia lại cho anh em bớt hết 4 con, còn để lại 2 con này để mua, để nuôi đó.
hai con này quắt con rất là khôn, quắt đầu mùa rất là cứng, rất là ok luôn. Chia sẻ bớt lại cho anh em hết 4 con rồi. Đó. Rồi đây nè, cho các bạn coi nha. Nè. Nè, đó. Nè. Nuôi từ nhỏ tới lớn vậy nè, bảo sao không khôn. Đây ăn trên tay nè. Ăn trên tay rồi, ăn trên tay rồi ha. Cỡ này thì tự mổ tự ăn hết trơn rồi. Mấy con này thì mình để lại nuôi chứ chưa có bán các bạn nha. Những con đầu mùa mình để lại làm kỷ niệm ha. Nuôi những con đầu mùa, những con sau thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đó, ăn dế rất là khỏe mạnh luôn. Rồi, cho các bạn coi những cái con chim khác nữa. Ôi, cũng là chích cò nữa. Cũng là chích cò, mà chích cò này cũng mới nở luôn. Mình đang phơi nắng, tắm nắng cho nó. Con này con gì đây? Đó, con gà. Con gà luôn. Gà nở chung với chích cò luôn các bạn ơi. Đó. Thì ở trong cái máy ấp thì mình bỏ vô mấy trứng gà tre cho nó ấp thì nó nở ra được mấy con gà tre con. Đây, chích cò con thì nó yếu ớt hơn, chia ra nhỏ lên. Chia ra nhỏ, phơi nắng, tắm nắng nó. Hạn chế xong bóng đèn, dùng bóng đèn. Có nắng tốt thì mình phơi nắng. Các bạn phơi nắng nửa nắng, phần nửa nắng, phần nửa mát nha, đừng có phơi ra mà nắng nguyên mà nắng hết nha nữa. Nó khét nghẹt hết á. Rồi nói sao tôi bài ra phơi nắng nha. Đó. Phơi nửa nắng nửa mát cho con chim nó cứng. Ánh nắng mặt trời là tốt nhất. Nuôi chim non ánh nắng mặt trời là tốt nhất. Rồi. Có thể là chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh về những cái con chim non đầu mùa. Những cái bữa nay chia sẻ với các bạn những cái dòng chim non bên mình. Thứ nhất là trên chè than, chè đất và con đầu rìu và chích cổ con, le le con, quắt con, gà con mới nở luôn. Đó, có thể là kết thúc cái video ở đây. Các bạn nào yêu thích những cái dòng chim non ở bên trại mình thì hãy đăng ký kênh và đón theo dõi những video tiếp theo của mình. Đây là cái mùa chim con, mình sẽ sưu tầm về nhiều giống chim non nữa. Mình sẽ làm những cái AV và nuôi cho nó đầy đủ những cái loại chim để cho chia sẻ những hình ảnh cho các bạn. Có thể là mình kết thúc cái video ở đây các bạn nha. Xin chào các bạn.